Chào các anh chị và các bạn. Làm ghế thăm hồ của anh Nhi ở khu vực sông Cầu. Anh Nhi hiện tại đang có 2 farm nuôi. Anh Nhi đang đi sinh, chụp với mặt đường đi sinh, xoay mát này. Ồ, phần đẹp quá anh chị ơi. Chào hai anh. Chết. Em nhanh. Em. Anh nhanh. Cơm này cũng được anh nhanh á. Có ngày rồi anh. Có 5 ngày. Ăn cũng được nha. Tầm 9 rồi 2 cam. Các chị số cũng hưởng anh nhanh. Phải giống gì đây anh Nhi? Năm miền Trung. Phải bao nhiêu quân anh Nhi? Một triệu. Qua làm này. Hôm nay chắc khoảng 300 con anh Nhi à? Rồi đó, 300, 320 vậy. Nếu có 35 ngày là mình nuôi một đầu dài quá. Đầu dài quá nó cũng chạm lớn, lại nói chung là ổn là được. Mình thay ao giống nhau luôn á anh? Một ao cũng được anh. Em thấy anh đang sụp vệ sinh tôi mát hả? Anh dùng ổn với anh hả? Tôi mát là dùng tốt mà. Ồ, tốt nhiều quá. Micro gym. Đường rượt. Anh kết hợp với robot này. Đâu có mốt. Này dùng thằng Vương không? Dạ. Hãy subscribe cho kênh.